Hi, xin chào tất cả các bạn, lại là mình Nhân BB đây. Và ngày hôm nay mình đã quay trở lại với game Tico 3 các bạn ơi. Và lần này mình đấu với lại Đắc Duy, một dân chơi biển khơi anh em nha. Dân chơi biển khơi đấy. Rồi ok. Ôi kìa, con lông dân khôn quá anh em ơi. Ra đào đất, kim cương không đào đi cuốc đất thế này bạn ơi. Ok các bạn nha. Và lần này mình mang đến đội quân, đó chính là đội quân cung vàng, Sparta vàng và vị vua vàng anh em nha. Không biết có thắng hay không đây anh em ơi. Lâu ngày không mình không chơi quá nên là mình đã chơi ngu đi rất là nhiều rồi. Mong anh em thông cảm nha. Đấu với Đắc Duy, ngày xưa mình đấu Đắc Duy là cũng có một trận thắng trận thua thôi, chứ không phải trận nào cũng thắng hết đâu anh em ạ. Nên là không thể nào mà khinh thường đối thủ này được các bạn ơi. Cố lên nào anh em ơi. Let's go. Xin thêm dân nè. Chơi châu dân nha. Lần này mình sẽ chơi châu phù thủy hồi máu anh em ơi. Và cung nữa. Ui, cái gì đây? Chơi công luôn anh em ạ. Cay thực sự luôn. Sợ nhất là mấy thanh niên chơi công luôn. Kiểu này rất là mệt mỏi anh em nha. Lên nào anh em ạ. Lên nào. Cạp đất đi, cuốc đất đi. Không cuốc đất thì lấy tiền đâu mà ăn chơi anh em ơi. Lấy tiền đâu mà mua quân. Duy đã có một cung anh em, bây giờ mình đều công với cung với Duy là mình toang đấy, cứ bình tĩnh thôi, để dành tiền. Không biết Duy chơi quân gì đây anh em ơi. Chúng ta chưa biết được nha, nhưng mà trận này mình nghĩ là mình không thắng được đâu, chưa chắc đã thắng được anh em ạ. Có tiền xin được một vị vua rồi. Nhanh nào anh em ơi, đào vàng đào kim cương nhanh này. Rồi ok. Có tiền xin phát là mình xin luôn vua anh em nha. Chuẩn man cho một thanh niên đã đào kim cương đây. Xin thêm nông dân. Vua và xin thêm một phù thủy hồi máu nữa anh em ạ. Chuẩn bài luôn. Xin thêm một dân nữa luôn ấy. Mình là người có tiền mà. Cố gắng chơi châu dân với Đắc Duy nha. Đắc Duy chưa thể tấn công, nhưng mà Đắc Duy đã chiếm được cái trụ này rồi. Không ổn rồi. Rất là mệt mỏi nha. Vậy thì Duy sẽ có được rất nhiều tiền anh em ạ. Nên là mình càng phải chơi châu dân hơn. Thêm một lông dân nữa. Đào kim cương. Chơi chất luôn. Phù thủy hồi máu đã có tiền. Đủ xin nha. Trận này đấu hơi phiêu anh em ạ. Ê đau. Đau bạn ơi. Ui, có quân lên rồi. Chưa đánh luôn anh em ạ. Chơi chiến thuật gì đây? À, cũng đang kiểu là cày tiền, cày các thứ anh em ạ. Được thôi. Được tôi Duy ơi. Chơi cho phù thủy máu này. Ui, nó tấn công mình đau ấy. Ơ kìa, đau anh em ơi. Ơ kìa, kìa. Đi lùi về mà. Đau. Đúng rồi. Pháp sư hồi máu phải đi ra đi chứ. Cứu. Cứu em, mình có vua nhá. Có quân rồi, ngại gì vết bẩn đâu. Ui, có zombie này à, ghê nha, có zombie tấn công là ghê nha. Zombie gặp vua thì vua cho mấy hit là đi luôn anh em ạ, không nói nhiều nha. Tăng cường thêm mấy lông dân nữa luôn. Rồi, vì vua đứng đây là có hai pháp sư hồi máu, búp máu cho nên là cũng không ngán. Không xoắn. Mình đâu có xoắn đâu, có một cung vàng này nha. Cung vàng sẽ hạ gục mấy cái con zombie này anh em ạ, nên là không phải lo. Bây giờ mình muốn xin có tiền xin thêm một Sparta vàng nữa là Osake luôn. Cần vàng nhanh lên. Có Duy tấn công bây giờ toang đấy, thiếu vàng anh em ạ, thiếu 100 vàng. Nhanh nào. Rồi có tiền rồi nha. Rồi bình tĩnh, bây giờ cứ xin thôi. Có tiền xin là mà phòng thủ thôi. Xin pháp sư hồi máu và xin mấy thằng cung nữa nha anh em nha. Liên tục pháp sư hồi máu này và cung này. Xin nhiều cung tên lên. Bây giờ cứ một pháp sư hồi máu một cung mà tấn công thôi. Xem nào, check xem nào Duy chơi quân bài gì anh em nha. Phải xem nào bạn chơi cái gì đã. Xa, lâu ngày không điều cũng phê phết nha anh em nha. Con zombie bé nhỏ này. Bạn zombie bé nhỏ này. Xong. Ui cái cung ạ. Full cung ạ. Ghê thế nhỉ. Ui cũng có cung vàng anh em nha. Căng đấy. Cũng có cung vàng nha. Duy chơi full cung vàng à? Ừ được thôi. Full cung thì anh chơi full phù thủy luôn. Ngại gì vết bẩn em ơi. Đây, quân của Duy đây. Một cung vàng đã bị thốn rồi. Cứ bình tĩnh nha. Duy đang xin khá là nhiều zombie lên anh em nha. Được cái mình đang có phù thủy ở đây rồi, không sợ. Đóng băng luôn zombie, làm sao bơi được vào đúng không em? Cứ bình tĩnh thôi. Ta thế xin thêm một thằng dân nữa cho nó mắc dân luôn này. Chơi mắc dân luôn này. Phù thủy hồi máu và cung. Xin nhiều cung hơn tí. Đó, đông phù thủy hồi máu hết rồi đây. Sắp full quân rồi nha. Bây giờ đến giờ phút là mình phải đấu với Đắc Duy rồi đấy anh em ạ. Mình sẽ điều khiển vị vua này nhanh anh em nha. À không, điều khiển mấy thằng này đã. Để cho nó đỡ đam một cung. Rồi. Nào, chuẩn bị nào.
Chuẩn bị chơi nào. Lên đi, lên đi. Lên đi, ngại gì với bạn nào. Ui, Sparta vàng là rất là thể hiện luôn. Thể hiện mình là dân chơi biển khơi anh em ơi. Sparta vàng thể hiện mình là dân chơi biển khơi, không ngại gì vết bẩn anh em nha. À, đây là một cái bẫy à? Hay đang truy cho đây là một cái bẫy đây. À, xem nào, mình thử đứng vào đây nha. Ôi, đóng băng mình ấy. Quá khôn luôn. Đóng băng hết quân của mình rồi anh em ạ. Đang truy đã đóng băng hết quân của mình rồi. Đây là một cái bẫy à? Cái bẫy gì đây? Cái bẫy gì đây Duy? Ui kia. Ui, đó là một cái bẫy anh em ạ. Tấn công đi. Tấn công đi. Đó là một cái bẫy anh em ơi, nhưng mà mình đã phòng trước rồi, phòng trước rồi. Liên tục là phù thủy hồi máu là phải búp búp lên những cái lá chắn anh em nha, để cho Sparta của mình không bị mất mạng, mất máu. Nhưng mà team bạn có vẻ hình như là quá khỏe và trâu. Một Sparta vàng của nhân không biết là có thắng rồi hay không anh em ơi, vẫn đang cố nhanh ở đây. U, đã phải rút quân, Đắc Duy đã phải rút quân. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Thừa thế xông lên đâu. Ê, ê, rút quân rồi, rút rồi. Rút quân bảo vệ quân. Ui, ui, Sparta vàng. Ai đau, 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 đau. Bình tĩnh nha, bây giờ mình đã chiếm được cái này rồi anh em ơi. Tạm thời chiếm được cái này. Cứ nghỉ ở đây đã. Ui, ghê chưa, hồi máu cho Sparta đi. Căng nhơ. Mình chơi hơi nhây nha. Cố lên nào, đội quân. Đội quân cung, đây mình sẽ điều khiển đội quân cung phải đứng ở dưới anh em ạ. Đội quân cung này mình sẽ điều khiển cho nó đứng ở dưới nha. Đây. Tất cả đứng ở đây. Ừ, đứng chỗ này đẹp này. Ôi, lại thua. Thua chứ cái gì nữa. Ở Duy đằng này công vẻ hơi kém nhỉ. Hay là như thế nào đấy. Hay là như thế nào đấy. Lại Đắc Duy cay quá, chơi lại anh em ơi. Ôi, mình chưa đổi quân rồi. Chưa đổi quân anh em nha, đổi quân phải đổi quân đã chứ. Từ đã em, để anh, để anh, để anh. Anh chơi chiến thuật mới. Chơi một thằng cung vàng anh nha. Có chơi cung tiếp không anh em? Chơi cung hay là chơi kiểu pháp sư? Pháp sư kẹp Sparta. Đó. Pháp sư kẹp Sparta, kẹp cung vàng, kẹp hồi máu nữa thì team bạn hơi bị toang nha. Thôi rồi, từ từ á. Bỏ cái hồi máu này ra, từ á xem nào. Mang cái lân cấp đào vàng này đi không? Mang cái lân cấp đào này đi nha, cho nó nhanh anh em nha. Ok không? Anh em ok không? Chơi nha. Chơi nha, cung vàng. Đấy. Ok, let's go. Chơi luôn. Đâu rồi? Quét đâu rồi? Trời ơi, lúc nãy thì mấy ông đòi chơi, bây giờ chả ông nào chơi với mình ấy. Xem nào. Rồi mình sẽ mời lại thanh niên này nha. Hy vọng thanh niên này chơi. Vào đây em ơi, vào đây em ơi. Vào đây em ơi, vào đây em ơi. Đâu rồi? À, đây rồi, đây rồi. Hình như Duy vào lại sao? Đây. Duy ơi, đâu rồi? Ô, Duy đấu với người khác hay sao anh em ạ? Duy đấu với người khác hay sao ấy? Mình chẳng em mình vào xem trình của Duy thế nào. À không, nhân BB với Đắc Duy. À, được, 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 được. Chiến tiếp anh em nha. Đây là một kèo đấu đã khác xưa rồi anh em ạ. Kèo đấu này đã rất là khác rồi nha anh em nha. And đào men. Kèo đấu đã khác xưa rồi. Mình đã đổi chiến thuật anh em nha. Duy sẽ không biết mình chơi phù thủy đâu. Ui, lần này không chơi phù thủy hồi máu anh em ơi. Càng ai. Mình, ui, thank you à. Thank you à, ghê thế. Có vẻ là ván này Duy sẽ chơi hết sức mình anh em ạ. Sẽ cố gắng dùng hết sức mình để đấu với nhân BB. Đấy. Rồi, cứ bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. À, đào kim cương, mình đang điều khiển cho quân đào kim cương đây. Hai lông dân đào vàng, hai lông dân đào kim cương. Chuẩn man. Xin thêm lông dân nữa luôn. Cái gì đây, tấn công luôn này. Duy này chơi tấn công luôn anh em nha. Không đùa được với Duy đâu, giờ này Duy biết rồi. Nếu mà để nhân BB mạnh lên là hơi bị toang là ai, đúng không anh em? Cung xa quá bắn nó không tới được anh em ạ. Ơi, ok, làm sao mà tới được Duy ơi. Ôi thôi thôi thôi, mải đào kim cương, mải chăm gió với anh em quá. Mải chăm gió với anh em quá. Nào, lông dân đào thật nhiều ạ. Rồi, ok. Cứ bình tĩnh, bây giờ này khá là nhiều lông dân đấy. Giờ mình xin gì đây, xin một cung ra hay xin một Sparta ra hay xin cung vàng. Chờ tí nó tiền nó xin cung vàng. Thế nào, mình như kiểu mình có lá chắn anh em ạ. Như kiểu là mình đang có lá chắn và Duy không thể tấn công được anh em ơi. Ok ngon. Ok ngon. Xin thêm.
Một cung vàng nha, này chơi đội quân cung băng. Ở quên mất rồi, không chơi cung được. Cung băng kẹp sở bát ta, kẹp phù thủy luôn. Thế thì mắc của mắc luôn anh em ạ. Lần cấp lên cho lông dân đào vàng. Ui, cái này bắn thì đau rồi nha. Cái này Duy bắn đau rồi nha. Rát nha, rát nha, rát nha, rát nha. Rát nha, rát nha, rát nha em nha. Kinh rồi, bạn thì kinh rồi. Có cả tia sét ở đây nữa thì ngại gì đắc Duy anh em đúng không? Ngại gì vết bẩn đâu. Xin nhiều nông dân nha. Hơi bị nhiều kim cương luôn nha, 400 kim cương luôn. Nhưng mà dần dần rồi tiêu đi nó cũng sẽ hết thôi. Nên là nhân quyết định phải cho thêm một thằng nông dân để đào kim cương mới được. Có một cung vàng ở đây rồi, ngại gì vết bẩn Duy ơi. Anh đã có một cung vàng ở đây rồi. Điều khiển cung vàng đây nha các bạn nha. Ngại gì vết bẩn Duy ơi. Ôi lại chơi zombie à? Ảo thế nhỉ. Chuyên thánh chơi zombie. Thánh chơi triệu hồi zombie là đây anh em ơi. Ui nhiều cung ấy. Ui nhờ cung đấy. Nhờ cung đấy anh em ạ. Em đang chơi khá nhiều cung luôn. Mình đang chơi kiểu Sparta kẹp lung tung. Đại bảo đóng băng nha, đừng bảo đóng băng nha. Ui, có Sparta. Ui, là chơi nhiều Sparta này. Có Sparta anh em nha. Ui, có Sparta là căng ấy. Từ đã, mình cũng phải xin thêm phù thủy đã. Bình tĩnh, cho nông dân đào vàng nhanh lên. Trời ơi, Duy định bắt con cung này của mình đấy anh em ơi. Chạy tụt quần, chạy tụt quần. Chạy tụt quần, chạy tụt quần. Làm sao mà bắt được anh em ơi. Chạy tụt quần luôn. Được của nó đấy. Ghê đấy. Ghê đấy. Được của nó đấy bạn ơi. Không có phù thủy máu anh em ạ. Mình sẽ nghĩ mình phải cho con cung vàng này về nhà, về thành đã. Để cho nó hồi đầy máu ra, tí nữa mà tấn công anh em ạ. Được của nó đấy Duy ơi. Phù thủy sẽ làm em bị phê luôn. Đấy con zombie này tuổi gì anh em. Từ từ cho thêm nhiều cung lên. Đóng băng cho nó hỏng người luôn đi. Chưa biết mình chơi phù thủy đâu. Bây giờ mình tấn công lên chơi chắc đã thắng được Duy rồi anh em ạ. Cứ phải bình tĩnh thôi. Hết sức bình tĩnh. Sparta nó sẽ chạy lên rất là nhanh thôi anh em ạ. Xin thêm phù thủy hồi máu ấy. À phù thủy đam chứ quên. Ba phù thủy đam luôn wing cho thì hơi bị lên tê phê luôn nha. Ui có cung vàng à, Duy cũng có cung vàng em nha. À, kinh thực sự luôn đấy. Bạn này kinh rồi. Bạn này kinh rồi. Xin Sparta ra. Bạn này kinh rồi. Xin thêm cả quân nữa đi. Pháp sư rồi, phù thủy đam rồi. Xin thêm cả phù thủy đam nữa. Không biết trận này ai thắng ai thua thì mình run quá anh em ạ. Hơi bị run một tí nha. Duy chơi khá là lê tê phê đấy. Chơi cũng khá là lê tê phê đấy. Rồi mình sẽ cho cung vàng ra anh em. Cung vàng bây giờ chắc là nó đã hồi được máu rồi đấy. Nó cũng đã trâu trâu rồi đấy. Rồi ok. Vote cho nó phát. Tất cả đội quân bắn. Đúng rồi nó phải thế chứ. Lát luôn các anh em ơi. Quân bắn lát luôn cả máy luôn nha. Đừng bao giờ khinh thường người khác. Lên. Xin tên quân 59 rồi. Hết tiền rồi, hết tiền rồi, hết tiền rồi, hết tiền rồi. Rồi ok. Đợi đủ quân, đủ pháp sư và đủ cung nữa là mình sẽ tấn công thôi. Hơi bị phiêu luôn. Hơi bị căng luôn. Phải phiêu nữa rồi. Chờ một Sparta và một phù thủy nữa thì mình sẽ tấn công Đắc Duy nha anh em nha. Hai zombie luôn cả. Đắc Duy có thả băng anh em nha. Ok thả băng thì băng. Ngại gì vết bẩn đâu bạn ơi. Mình ngại gì vết bẩn đâu bạn ơi. Ngại gì vết bẩn đâu bạn ơi. Công luôn. Công luôn, công luôn, công luôn. Công luôn. Công luôn, công luôn, công luôn. Phù thủy của mình đi hơi chậm anh em ơi. Này đi bắn nhanh nó đấy. Rồi, 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 rồi. Mình bị băng anh em ơi. Mình bị băng có thể quân mình sẽ bị toang hết mất. Nhưng mà mình có phù thủy đằng sau hậu thuẫn. Úi giời ơi, úi giời ơi, úi giời ơi, Duy ơi. Duy ơi là Duy, Duy ơi là Duy, Duy ơi là Duy. Có cung vàng, mình cũng có cung vàng mà. Duy ơi là Duy, Duy ơi là Duy, Duy ơi là Duy. Ôi, Sparta mình đã vào được bên trong. Ô, cung vàng đã bị ra đi rồi, cung vàng đã bò về rồi anh em ơi. Thế chứ, thế chứ, thế chứ, thế chứ. Chiếm cái đụ này. Trời ơi, quân mình khá là mạnh nha anh em nha. Rồi, bây giờ mình sẽ phải tấn công luôn anh em ạ. Khi chiếm được cái này đã, rồi ok. Let's go. Không cần hồi máu luôn, công luôn. Đỉnh của đỉnh. Rồi 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 rồi. Rồi 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 rồi. Rồi 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 rồi. Ui tượng đẹp quá Duy ơi.
Tượng này mà bị sụp đổ thì còn gì để mà nói nữa anh em ơi. Duy đã đóng băng. Nhưng đóng băng làm cái gì khi em không còn quân em ơi. Đóng băng, à đóng băng làm chậm phù thủy của mình lại à. Ồ, Duy chơi hay đấy, Duy chơi chiến thuật hay đấy. Nhưng không, anh còn sờ bắt ta, anh còn cung băng. Yeah, chiến thắng đỉnh của đỉnh luôn. Có clip cho anh em xem, có clip cho anh em xem. Rồi ok các bạn nha, cảm ơn các bạn đã xem hết clip mình chơi game Tic Goma. Các bạn đừng quên để lại cho Nhân xin một like và một đăng ký kênh giúp mình có động lực ra nhiều clip hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo của Nhân BB nha. Chào mọi người.